Xin chào anh chị, à, thương và mến chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Nào Stop thì rất vui được gặp lại quý anh chị ở trong cái video của em ngày hôm nay à, thì hôm nay như thường lệ em là đạt hôm nay em cũng xin phép là một cái video ngắn để cùng với các anh chị chúng ta cùng nhìn lại một chút về thị trường cũng như là đi qua một số các cái mặt cổ phiếu mà anh chị đang quan tâm thì anh chị nào xem video nếu thấy hữu ích thì mọi người có thể cho một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh để ủng hộ em nếu chị chưa đăng ký bên dưới phần mô tả của mỗi video thì em có để một đường link zalo cộng đồng à, đây là room không chát cộng đồng nơi buổi sáng từ khoảng tám giờ đến tám giờ ba thì em sẽ gửi kịch bản thị trường trong room này để chị tham khảo đầu tư rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay Chúc anh chị và gia đình của mình có một buổi tối tốt lành Phần đầu tiên của video thì chúng ta cùng nhìn lại một chút về thị trường của phiên dịch ngày hôm nay Thì Vindex hôm nay đóng phiên ở mức là 1354,63 điểm à, tăng 15,09 điểm tương với 1,13% với mức tăng khoảng là 19.305 tỷ với 238 mẹ tăng 18 19 mẹ tăng trần 63 mẹ tham chiếu 157 mẹ giảm và 3 mẹ giảm sàn trong rổ v 30 thì có 22 mẹ tăng không mẹ tăng trần một mẹ tham chiếu 7 mẹ giảm và không mẹ giảm sàn thì à, có thể nói phiên ngày hôm nay là cái phiên tăng điểm khá là tốt của thị trường với cái mức tăng là 15,09 điểm à, tương với 1,13% à, ngày hôm nay thì cái mức tăng điểm của thị trường á, đa phần được đóng góp bởi rất là nhiều mà các mẹ cổ phiếu đã là ngân hàng cũng như là chứng khoán thì có thể nói sâu một thời gian dài dằng dẳng và một thời gian rất rất lâu thì nhà đầu tư mới thấy những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng chứng khoán nó có những cái mức hồi phục tốt ví dụ như các cái mẹ cổ phiếu chứng khoán thì có những cái mẹ cổ phiếu tăng mạnh như là mbs cts fts vci ss hay những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng thì có nhiều mẹ cổ phiếu tăng tốt như là STB, à, VIB, CTG, à, Liên Việt, HDBank hay là OCB à, thì việc những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán hay là ngân à, ngân, ngân hàng nó tăng tốt trong ngày hôm nay á, thì nó có tốt trong giai đoạn sau hay không thì lát nữa em sẽ đi qua kỹ hơn trong phần 2 của video rồi à, về tình hình chung của thị trường thì ngày hôm nay thì cái độ rộng thị trường thì vẫn khá là tốt à, với số mẹ tăng là 238 à, vẫn lớn hơn cái số mẹ giảm là 150 à, nghĩa là cái sự lan tỏa dòng tiền thì vẫn có à, trong phiên dựng ngày hôm nay À, trong rổ V30 thì ngày hôm nay cũng có rất là nhiều mẹ cổ phiếu trụ à, nó kéo thị trường như là gas này à, nhà Sabeco, à, Novaland à, Vinh Home, thì có thể nói ngày hôm nay là những cái mẹ cổ phiếu nhóm lớn à, ví dụ như là ngân hàng này chứng khoán này hay những cái mẹ cổ phiếu bất động sản hay là những cái mẹ cổ phiếu V30 à, nó có những cái mức tăng điểm rất là tốt trong phiên hiện nay vậy nên vậy nên thị trường ngày hôm nay chỉ có cái mức thanh khoản là 19.300 tỷ thôi À, 19.300 tỷ thôi nhưng mà với cái mức tăng 15 điểm thì đa phần là do những cái mẹ cổ phiếu những cái mẹ cổ phiếu lớn những cái mẹ cổ phiếu trộn rồi à, chúng ta sẽ đi qua kỹ hơn về cái biểu, biểu đồ 5 phút à, để xem là cái diễn biến thị trường cả ngày hôm nay thì nó như thế nào thì từ đầu phiên á, từ đầu phiên thì thị trường nó mở một cái một cái gấp ấp mặc dù buổi tối ngày hôm qua thì các chỉ số như là Dow Jones SP500 hay là Nikkei 225 của Nhật Bản nó giảm rất là sâu nhưng mà hầu như thì tâm lý nhà đầu tư vào phiên sáng và cái phiên ETO á, thì không quá là hoảng loạn à, từ đầu phiên thì nó đã mở một cái gap là khoảng 3 4 điểm là từ cái vùng là 1339 lên cái vùng là khoảng 1343 à là khoảng gap này. Và sau đó thị trường nó có test lại nhưng mà nó không lắp lại cái gap này và nó tăng luôn là từ phiên sáng đến phiên chiều luôn. À, có nghĩa là cái xu hướng của thị trường cả ngày hôm nay là xuống tăng à, có nghĩa là sáng mở gap, sau đó điều chỉnh nhưng mà không lắp lại gap và sau đó tăng lần phiên chiều và đóng cửa là gồm à, và đóng đóng cửa gần như là cao nhất này ở cái mức là 1.354 rồi à, thì cái lượng thăng khoảng ngày hôm nay á, thì cái lượng thanh khoản ngày hôm nay thì anh chị hỏi em á, anh chị hỏi em là cái ngày hôm nay tăng 15 điểm à, Tăng 15 điểm nhưng mà à, cái thanh thanh khoản có 19.000 tỷ, à, khoảng này chưa được 20.000 tỷ thì có tốt không em? Thì lát nữa thì trong khi mà đánh giá các mẹ cổ phiếu thì em sẽ nói kỹ hơn Nhưng mà theo góc nhìn của em á, thì ngày hôm nay cái thị trường tăng điểm là là do sự hồi phục Là do sự hồi phục à, bằng những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng là những cái mẹ cổ phiếu trộn thôi Thì việc mà thị trường nó có tăng tốt hay không á, thì chúng ta phải quan sát trong những phiên sắp tới tại vì hiện tại là thị trường nó đang gặp một cái vùng kháng cự cực kỳ mạnh là quanh cái vùng là 1355 đến cái vùng 1360 là cái vùng trên này thì cái vùng kháng cự là quanh cái vùng này này là thị trường nó đã chạm về cái vùng này là một lần hai lần à, ba lần và bốn lần rồi đó thì nhiều khả năng thì ngày mai thị trường nó với cái sự hưng phấn như này thì ngày mai thị trường tiện nó sẽ tìm cận về cái vùng này lại một lần nữa thì việc mà thị trường nó có tăng tốt hay không á thì anh chị phải quan sát cái phiên ngày mai cái phiên ngày mai là khi mà thị trường nó tìm cận lại về cái vùng này này thì chắc chắn nó sẽ gặp áp lực bán thì khi đó anh chị quan sát các cái mẹ cổ phiếu ngân hàng như nào các cái mẹ cổ phiếu chứng khoán như nào để xem á thì liệu cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên hồi kỹ thuật hay là cái phiên xác định hay là cái phiên tạo đấy hay là cái lực bán hay là cái lực mua nó có tốt hay không thì anh chị sẽ đánh giá kỹ hơn tại vì sao tại vì tại vì trong giai đoạn này này tại vì trong giai đoạn này này thép tăng rồi ở à, trong giai đoạn này, này thép đã tăng rồi phân bón tăng rồi à, đầu tư công tăng rồi dầu khí tăng rồi có nghĩa là à, xuất khẩu tăng rồi dệt may tăng rồi năng lượng tăng rồi thì có nghĩa là cái vùng này là được cái xu hướng của thị trường được quyết định rất là nhiều bởi các mặt cổ phiếu lớn đó là ngân hàng đó là chứng khoán đó là bất động sản vậy nên á việc thị trường nó có xác định là một cái vùng cân bằng hay là một một cái một cái lực áp lực bán trên này có nhiều hay không á thì em nghĩ là phụ thuộc rất là nhiều bởi các mặt cổ phiếu lớn thì ngày mai thì anh chị quan sát những cái mặt cổ phiếu lớn nó như nào rồi thì lát nữa trong phần phần 2 của video thì em sẽ đánh giá kỹ hơn. Nhưng mà về tình hình thị trường hiện tại thì anh chị lưu ý cho em hai điều. Cái điều thứ nhất á, cái điều thứ nhất là thì hiện tại thị trường nó đang đang có một cái vùng kháng cự bên trên là quanh cái vùng là 1360. Thì khi mà về cái vùng này này, anh chị hạn chế mua mới. Anh chị hạn chế mua mới ha. Ví dụ mua thì chúng ta mua thăm dò quanh cái vùng này. Đó, hoặc á, hoặc là anh chị một á là một là anh chị à, uh, canh những hiệp chỉnh, anh chị làm anh chị mua. Cũng không thì anh chị có thể chờ cái báo cáo tài chính quý 3. À, ví dụ như chúng ta đọc cái chỉ số đó à, cái mẹ cổ phiếu đó tốt thì chúng ta chờ những nhịp điều chỉnh chúng ta mua còn giai đoạn này nếu anh chị mà mua thì sẽ hơi nguy hiểm tại vì nó đang tìm cận với cái vùng kháng cự rồi đó đang tìm cận vùng kháng cự rồi rồi cái điều thứ hai á cái điều thứ hai là thị trường ngày hôm nay mở gáp đó anh chị thấy không cái việc mà mở gáp của cái phiên ngày hôm nay á nó rất là nguy hiểm tại vì sao cái gáp là nguy hiểm tại vì thị trường á trong giai đoạn vừa rồi nó không có một xu hướng nó không có một xu hướng mà nếu anh chị đấy kỹ là nếu anh chị mà đầu tư lâu dài trên thị trường á cái gáp mà mở ra trong một cái vùng sideways 99% hoặc là 90 đến 99% cái gáp nó sẽ bị lắp lại. Khi mà về cái vùng kháng cự trên này mà nếu mà thị trường á, nếu mà thị trường gặp áp lực bán xuống á thì nhiều khả năng cái gáp ngày hôm nay quanh cái vùng là 1340 sẽ bị lắp lại. Tại vì một cái vùng một cái vùng mà không rõ xu hướng mà mở gáp thì cái gáp này em hay gọi là cái gáp sai quay. Cái gáp sai quay á là 90 đến 90%, nó có là 90 đến 95% nó sẽ bị lắp lại. Nếu mà về những cái vùng kháng cự nó bị bán xuống đó, thì cái gáp này là một cái gáp anh chị phải đặc biệt lưu ý ha. Tại vì cái ngày hôm nay á, ngày hôm nay thì cái việc mà thị trường nó mở gáp, thì trường nó tăng tốt khối lượng không cao thì tại vì những cái mẹ cổ phiếu lớn như là ngân hàng chứng khoán nó tăng hay là những cái mẹ cổ phiếu trụ nó kéo thôi chứ em vẫn thấy là dòng tiền á dòng tiền nó đang có dấu hiệu là nó chốt lời những cái mẹ cổ phiếu mid cap ví dụ như là cảng biển ví dụ như là phân bón ví dụ như là dịch may hay là thủy sản hay là những cái mẹ cổ phiếu mà nó nó đã luôn nó đã luôn phiên trong giai đoạn vừa rồi thì nó đang có dấu hiệu chốt lời mà nếu mà trong những phiên sắp tới mà chứng khoán với ngân hàng á khi mà tìm cận về cái vùng này nó bị bán nữa có nghĩa là cả thị trường đều bị bán thì cái việc mà thị trường nó lắp lại cái gáp này là hoàn toàn có thể xảy ra đó thì đó là một cái đặc điểm mà anh chị phải lưu ý trong những cái phiên sắp tới đặc biệt cái lưu ý cái gáp này ha tại vì cái gáp này em hay gọi là cái vùng gáp sideways gọi là cái sideways gáp mà cái sideways gáp khi mà thị, thị, trường nó về những cái vùng kháng cự mà nó bị bán xuống á thì cái gáp này nó nhiều khả năng sẽ bị lấp lại đó đó là những cái điều mà anh chị phải lưu ý trong những, những phiên sắp tới à, ví dụ anh chị mua mới thì anh chị phải cẩn trọng ha cẩn trọng cái gáp này rồi, à, đó là tình hình về cái phiên dịch ngày hôm nay. À, cái vùng hỗ trợ hiện tại, á, à, cái vùng kháng cự bên trên của thị trường hiện tại là quanh cái vùng là 1360 thì nhiều nhiều khả năng ngày mai nó sẽ test là cái vùng này. À, anh chị quan sát cái lực mua bán như nào. Nếu mà về vùng này gặp áp lực bán lớn thì thị trường nó có thể nó điều chỉnh về để nó lắp lại cái gáp này luôn. Rồi, còn nếu mà về vùng này, á, về vùng này mà cái à, cái gọi là cái lực bán nó không nhiều à, và các cái mẹ cổ phiếu nó giữ giá tốt thì nhiều khả năng nó sẽ hình thành một cái biên sai quay đi ngang qua cái vùng đỉnh này À, là gì có thể lưu ý những cái kịch bản đó rồi à, đó là tình hình về thị trường trong cái phiên diễn ngày hôm nay à, rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái chuyện đồng ngành chuyện đồng ngành ngày hôm nay thì à, đa phần các ngành đều tăng điểm à, có những cái ngành giảm điểm nhẹ thôi thì có ngành là ngành thép thì giảm điểm nhẹ rồi cùng với đó là ngành du lịch cũng như là ngành truyền thông rồi một số ngành tăng điểm từ cao đến thấp thì có ngành là chứng khoán có ngành là điện nước à, điện nước xăng dầu khí đốt này ngân hàng này công nghệ dầu khí bất động sản hóa chất xây dựng đầu tư công à, hay là dành hai dịch vụ công nghiệp hay những cái mặt cổ phiếu thực phẩm bán lẻ À, thì đa phần những cái mẹ cổ phiếu à, có nghĩa là tăng điểm mạnh nhất tăng điểm mạnh nhất thì có ngành chứng khoán ngân hàng cũng như những cái mẹ cổ phiếu bất động sản đó à, thì đó là những cái mẹ cổ phiếu mà gọi là tâm điểm trong phiên hiện nay tại vì dòng tiền á dòng tiền giá đồng này này em thấy nếu anh chị để ý kỹ, trong giai đoạn vừa rồi á là dòng tiền rất là hay bị tác động bởi tin tức à, ví dụ các anh chị ví dụ anh chị nghe cái giá khí tăng à, ví dụ anh chị nghe cái giá khí tăng thì anh chị đu đủ với những cái mẹ cổ phiếu ấy anh chị nghe cái uh, anh chị uh, nghe cái gọi là Trung Quốc thiếu điện thì anh chị đua đuổi với những cái mẹ cổ phiếu năng lượng hay là những cái mẹ cổ phiếu mà hay là những cái mẹ cổ phiếu gọi là uh, gọi là những cái mẹ cổ phiếu dầu khí, uh, Thang năng lượng à, hay là khi mà anh chị nghe cái thông tin của Evergrande, uh, Evergrande thì anh chị đem ra anh chị bán tháo uh, hay là anh chị nghe những cái thông tin về cái một cái thông tin nào đó mà nó tác động đến vĩ mô thì anh chị anh chị gọi là mua bán rất là nhanh đó là đó là một cái tâm lý rất hay gặp vào này nhưng mà anh chị để kỹ này anh chị để anh chị lưu cho một điều này tức là thị trường á thị trường của chúng ta nó chỉ tác động một phần đến cái mẹ cổ phiếu thôi khi mà anh chị muốn mua bán cùng một của một cái mẹ cổ phiếu nào đó ví dụ đi ví dụ anh chị xác nhận cái thông tin đó à, ví dụ như là cái thông tin đó tác động tích cực với những cái mẹ cổ phiếu năng lượng thì cái việc anh chị cần làm không phải là đua đuổi những cái mẹ cổ phiếu năng lượng mà anh chị trước mắt là anh chị phải tìm những cái mẹ cổ phiếu nào tốt trong mình đó tại vì chỉ có những cái mẹ cổ phiếu tốt những cái mẹ cổ phiếu có nền tảng cơ bản doanh nghiệp tốt thì khi anh chị mua anh chị mới đi lâu dài được còn những cái mẹ cổ phiếu mà nó được hưởng lợi nó tăng một hai phiên xong rồi nó lại giảm thì đó là những cái mẹ cổ phiếu anh chị không nên không nên đua anh là trước mắt là chúng ta phải xác nhận tin tức, à, tin tức đó, tin tức đó tốt hay không, à, xấu hay không và cái tin tức đó nó có tác động đến cái doanh nghiệp của mình hay không. Tại vì anh chị lưu ý đến có là đến cuối cùng khi mà anh chị đầu tư là cái bản chất doanh nghiệp là giá trị chúng ta hướng tới cuối cùng. Có là dù thị trường nó tăng có giảm có có tăng có chỉnh có giảm mạnh hay là có sập gì đó thì cái mẹ cổ phiếu đến cuối cùng nó sẽ nó sẽ tăng đúng về cái giá trị doanh nghiệp của nó. Đó, đó là một cái điều anh chị phải lưu ý, à, lưu ý khi mà anh chị đầu tư. Chứ anh chị đừng có thấy cái mẹ cổ phiếu nó được hưởng lợi anh chị đua vào hay là anh chị nghe cái mẹ cổ phiếu à, ví dụ như là một cái tin gì một một cái tin sập hay là những cái tin mà nó xấu đến cái mẹ cổ phiếu đó thì chị em đem đem ra anh chị bán thì đó là gọi là cái mua bán theo tin tức thì đó là sẽ rất nguy hiểm à, anh chị lưu ý ha tại vì giá đoạn này á giai này thì em thấy các anh chị mua bán rất là hay mua bán theo tin tức đó, à, nên là anh chị anh chị cũng phải cẩn trọng à, ví dụ như chúng ta mua thông tin hay là chúng ta bán thông tin đó thì chúng ta phải nghiên cứu à, cái tin đó nó có tác động gì đến cái doanh nghiệp của mình hay không nó tác động tốt hay là tác, hay là tác động xấu và nó có tác động thật sự đến cái bản chất của doanh nghiệp của mình hay không à, nếu có thì chúng ta bán còn nếu không thì chúng ta cứ nắm giữ rồi anh chị lý như vậy ha rồi đó đó là một là một số chia sẻ của em à, về tình hình về thị trường chung trong phiên dịch ngày hôm nay. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút về à, gọi là một chút về cái gọi là cái nhóm nhận đặc thị trường. Về cái nhóm nhận nhắc về chỉ số tăng thì có Gas, Vinhome, CTG, Vietcombank, Novaland, CBco, Vic cũng như là STB. Rồi, một số mã cổ phiếu đóng góp về chỉ số giảm thì có Vinamil, à, VBBank, HBG, BDR, à, VJC, BNG, HOSEN cũng như là GMD. Thì anh chị nhìn vào những cái mã cổ phiếu đóng góp về chỉ số tăng này thì ngày hôm nay đa phần là trụ thôi. À, tại vì hôm nay trụ tăng rất là tốt. Ví dụ là Gas này Vinhome này hay những cái mã cổ phiếu ngân hàng như là CTG, Vietcombank hay là STB nhiều mã cổ phiếu ngân hàng trụ rất tốt. Rồi về nước ngoài thì hôm nay khối ngoại mua ròng rất là nhiều. Hôm nay khối ngoại mua ròng là chủ yếu là cái mã Tiên Phong Bank. Hôm nay khối ngoại là mua ròng là khoảng 500 560 tỷ. và mua ròng và mua với cái mã cổ phiếu tiên phong băng là khoảng 1.200 tỷ rồi rất rất mạnh ha. Rồi một số mẹ mà khói ngoại mua thì có đạm cà mau dhc, vì Comban gas stb cũng như là vinamilk. Rồi một số mẹ một số mẹ mà khói ngoại bán thì có hbg, có mb, gmd, masan Gex cũng như là kdc. Rồi đó là về tình hình về thị trường cũng như là về khói ngoại. Rồi phần hai của video thì em cùng với các chị chúng ta sẽ đi qua từng lớp các cái mẹ cổ phiếu để xem thì những cái mẹ cổ phiếu giai đoạn này thì nó vận động như thế nào. Thì anh chị lưu ý ha, thì anh chị lưu ý thì giai đoạn này á có nghĩa là trong khoảng là từ trong khoảng là từ cái phiên sập là từ cái phiên sập là ngày 27 tháng 9 đến cái phiên ngày hôm nay là khoảng là cái phiên ngày hôm nay là ngày 5 tháng 10 có nghĩa là khoảng là gần gần một hai tuần rồi gần một hai tuần là từ cái phiên sập là thị trường nó đã có những cái vùng nó sập sình liên tục ngày xanh ngày đỏ ngày xanh ngày đỏ thì anh chị để ý trong cái vùng như này này anh chị để ý trong cái vùng như này này thì thị trường á nó đã đi qua hết tất cả các cái mẹ cổ phiếu rồi ví dụ như ví dụ cho cái vùng này này trong cái vùng này này đầu tư công tăng chưa tăng rồi dầu khí tăng chưa tăng rồi phân bón dệt may thủy sản hay là những cái mẹ cổ phiếu mà gọi là xuất nhập khẩu hay là những cái mẹ cổ phiếu mà năng lượng nó tăng chưa nó tăng rồi đó. ngân hàng chứng khoán tăng chưa tăng rồi đó thì có nghĩa là cái giai đoạn này á dòng tiền nó luôn chuyển rất là nhiều sang các cái mẹ cổ phiếu ngành nào nó cũng qua thì em hay gọi cái thì em hay gọi cái phê, cái file này gọi là cái nhịp này này gọi là cái nhịp tết cung tết cung là sao em thì anh chị rất anh anh chị hay hỏi tết cung là sao em tết cung á, là một cái vùng mà dòng tiền nó luôn chuyển sang nhiều ngành nó cứ tăng nó giảm tăng giảm tăng giảm thì cái việc mà tách cung á nó là giống như là một cái phễu gì đó do, do, nó giống như là một cái phễu để nó để nó sàng lọc sang cái mẹ cổ phiếu nó có thật sự mạnh hay không à, ví dụ như là tôi đẩy giá cái mẹ cổ phiếu đó thì cái mẹ cổ phiếu đó nó có hút được dòng tiền hay không à, ví hay là ví dụ tôi đề giá cái mẹ cổ phiếu đó thì cái mẹ cổ phiếu áp lực bán nó có lớn hay không thì đó chúng ta hay gọi là cái vùng tách cung nếu mà thị trường qua được cái giai đoạn này á mà cái mẹ cổ phiếu nó nó giữ được giá tốt thì em nghĩ những cái mẹ cổ phiếu mà nó giữ được giá tốt này và anh chỉ có nghiên cứu kỹ về những cái mẹ cổ phiếu đó thứ nhất là nó tốt về doanh nghiệp thứ hai là nó được hưởng lợi từ vĩ mô à, ví dụ như là vĩ mô những cái mặt cổ phiếu mà khi mà khi mà nền kinh tế hồi phục khi mà chúng ta hoạt động trở lại bình thường hay là những cái tin tức về vĩ mô về thế giới và thứ ba là nó có nền, nền tảng cơ bản doanh nghiệp tốt và thứ tư thứ tư là nó phải có cái nền tảng kỹ thuật tốt đó là những anh chị kết hợp về về vĩ mô về nền tảng cơ bản doanh nghiệp và kỹ thuật thì khi mà anh chị đầu tư thì anh chị sẽ kết hợp các yếu tố về FA FA là gọi phân tích cơ bản À, phân tích cơ bản cũng như là TA và là phân tích kỹ thuật thì khi đó anh chị sẽ đầu tư dễ dàng hơn rất là nhiều đó nhìn lưu ý ha cái giai đoạn này á cái giai đoạn này em thấy là một giai đoạn rất là quan trọng khi mà em thấy dòng tiền á nó luôn chuyển rất là nhanh và cái việc mà dòng tiền luôn chuyển nhanh á nó là bất lợi gọi là nó là rủi ro nhưng mà nó cũng là cơ hội tại vì chỉ có những cái vùng như này á chúng ta mới biết được là thật sự là cái mẹ cổ phiếu này nó mạnh để chúng ta đầu tư cho giai quý bố rồi anh chị đúng như vậy ha rồi anh chị nắm như vậy rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn qua một số các cái mẹ cổ phiếu của từng nhóm ngành thì Đầu tiên thì em sẽ đi, à, em cùng với anh chị cũng sẽ đi qua một số à, là một số những cái mẹ cổ phiếu chính của từng nhóm ngành Rồi, à, đầu tiên về những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng Thì những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng, á, những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng á, Thì cái việc, nếu mà anh chị nào theo dõi thường xuyên cái video của em Thì em có hay nói một cái việc á, là những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng á, Nó xây một cái nền quá lâu Nó xây một cái nền quá lâu, ví dụ như là STB nó xây một cái nền quá lâu Hay là cái mẹ cổ phiếu như là hay cái hay là các cái mẹ cổ phiếu như là liên việt nó xây một cái nền quá lâu hay là các cái mẹ cổ phiếu như là Techcom cơm nó xây một cái nền quá lâu thì việc mà những cái mẹ cổ phiếu nó xây một cái nền quá lâu á nó có tác nó có tác hại gì tại vì á tại vì anh chị lấy kỹ này trong một giai đoạn từ tháng từ tháng năm từ tháng 5 đến khoảng là bây giờ là khoảng tháng 10 là khoảng 5 tháng thì những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng á nó không chạy và nó đứng, nó đứng yên luôn thì khi mà cái mẹ cổ phiếu á nó đi ngang á thì nó sẽ có hai áp lực thì có sĩ nó sẽ có hai cái chiều mua cái chiều mua thứ nhất á, là anh chị đô đỉnh trên đây này, này anh chị mua trung bình giá cái chiều mua thứ hai á là anh chị nằm bắt đáy nè ví dụ anh chị nói ờ ví dụ như anh chị nói ờ cái mẹ cổ phiếu này nó tạo đáy rồi nó về vùng hỗ trợ rồi Ở nó về vùng hỗ trợ rồi nó nó tạo đáy rồi nó đi ngang rồi thì cái mẹ cổ phiếu nó tạo đáy rồi thì anh chị bắt đáy có nghĩa là cái dòng tiền thứ nhất là dòng tiền bắt đáy về dòng tiền thứ hai á, là dòng tiền mua trung bình giá khi mà vẫn còn đủ định thì anh chị có nghĩ đi nếu là anh chị là tạo lập á, thì anh chị có kéo thẳng lên để nhà đầu tư để nhà đầu tư có lãi không chắc chắn là không thì anh chị phải có một nhịp rủ như thế này á để anh chị quan sát xem để anh chị quan sát xem á là cái áp lực bán như thế này á nó có còn nhiều không thì em nghĩ là trong cái nhịp rủ vừa rồi này thì rất nhiều các anh chị nhà đầu tư á, đã phải cắt lỗ rồi anh chị thấy không cái lượng thanh khoản nó càng ngày nó càng gia tăng này thì em nghĩ là cái lượng nhà đầu tư cắt lỗ trong giai đoạn vừa rồi á rất là lớn à, cái gọi là cái trường hợp này này thì anh chị cứ anh chị cứ thấy những cái mẹ cổ phiếu trong giai đoạn vừa rồi á có một cách đánh rất là giống như vậy đó là cái mẹ cổ phiếu Vinh không anh chị nhìn STB ha giống như mẹ cổ phiếu vinh Hôm trong giai đoạn vừa rồi Đây anh chị để kỹ này vùng giá là khoảng vùng giá 80 của vinhome á là khoảng vùng giá 80-81 của vinhome á là một cái vùng ai cũng nghĩ là hỗ trợ, Hay không? khi mà vinhome rơi vùng giá khoảng 80-82 này anh chị nói múc đi, bắt đáy vinhome đi anh em, trung bình giá của vinhome đi anh em, thì khi mà một cái vùng mà ai cũng nghĩ là hỗ trợ mà nó xây một cái nền quá lâu thì anh chị có nghĩ là cái cái độ lái của người mẹ vinhome á nó có kéo, nó có kéo lên để anh chị bán không? chắc chắn là không, mà nó phải rủ xuống, Rủ xuống để gì? rũ xuống để thứ nhất là anh chị mua vùng này anh chị phải cắt lỗ và thứ hai là anh chị nằm mua trung bình giá trên này thì anh chị cũng phải cắt lỗ theo thì khi đã nó rơi xuống nó gãy em hay gọi một cái nhịp như thế này là một cái nhịp gãy nền rũ gãy nền rũ nó tạo nền quá lâu và khi mà tạo nền quá lâu á, thì cái lượng mua gọi là cái lực tiền bắt đáy nó quá nhiều mà lực tiền nó bắt đáy quá nhiều á, phải rủ xuống rủ xuống để gom hàng lại mà đánh lên đánh lên thì sẽ nhẹ tàu hơn rất là nhiều thì đó cũng là một một cái mô hình khi mà chị đầu tư á, là một cái mô mô hình gãy nền rũ gãy nền rũ là một cái mẹ cổ phiếu khi mà nó tạo nền quá lâu nó tạo hay nó hay tạo nền ở những cái vùng đỉnh ở những cái vùng kháng cự hay là ở những cái vùng hỗ trợ mà đi nền quá lâu thì nó sẽ có một cái nhịp cao trào bán xuống cao trào bán xuống để chị làm phải các lỗ sau đó nó kéo lên đó thì đó là cũng như là cái trường hợp của Vinhome á, thì em thấy rất là giống với những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn này rồi thì anh chị hỏi em á, là bắt đáy STB được cho em <laughs> tại vì ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều anh chị hỏi em là ví dụ như nó, gãy rồi à, ví dụ như nó, nó gãy nền rũ rồi nó hồi phục rồi thì bắt đáy được chưa em thì thông thường anh thông thường với quan điểm của em á, thì em vẫn chưa bắt đáy được đâu tại vì khơi sau một cái nhịp rơi anh chị ha sau một cái nhịp rơi thì cái mẹ cổ phiếu thông thường á, nó sẽ không test lại một lần như này đâu cái nhịp cái, gọi là cái nhịp hôm nay á, mặc dù nó tăng điểm nhưng mà khối lượng nó không cao gọi là cái phiên ngày hôm nay là cái phiên hồi kỹ thuật thôi gọi là cái phiên hồi cho vui thôi còn để mà thị trường thì để còn để mà cái mẹ cổ phiếu nó có nó tạo đấy hay không á nó cân bằng hay không á thì nó phải cần những cái phiên test lại phía sau à, thì anh chị có thể quan sát những cái phiên test lại phía sau như thế nào Rồi anh chị lưu ý ha rồi như như vậy để mua thì vẫn chưa còn ví dụ anh chị nào còn kẹp hàng á kẹp hàng thì anh chị có thể canh về những cái vùng trên này, này. anh chị có thể hạ nó bớt ví dụ anh chị đang nắm 10 phần thì anh chị có thể hạ ra ba bốn phần à, hoặc là hai ba phần thì anh chị hạ ra để tránh cái trường hợp á tại vì thông thường á không phải một mô hình gãy nên lũ nào cũng thành công anh chị lưu ý không mô hình thì mô hình gãy nền rũ thì gãy nền rũ nhưng mà cũng có rất nhiều mẹ cổ phiếu khi mà nó gãy nền không á nó gãy nền xong rồi nó đi ngang xong rồi nó đánh về nền nhưng mà nó không nó không đánh luôn mà nó còn lại gãy một lần nữa thì anh chị để là để tránh trường hợp á thì anh chị cần canh những cái vùng mà nó chạm về anh chị hạ bớt đó đó là cái mẹ cổ phiếu tb rồi à, tiếp theo là mẹ cổ phiếu VIP à, vab thì cũng, anh chị thấy không đây VB là cũng là một cái mẹ cổ phiếu giống như là đây này, nó tạo này nè, xong nó gãy này nè, đi ngang nè, đi ngang chạm về này nó bị gãy này thì không? Đó, thì anh chị phải tránh cái trường hợp cũng như là VB khi mà chạm về nền bị bán xuống. Đó, rồi tiếp theo là CTG. À, CTG thì cái mẹ cổ phiếu này nó rơi quá sâu. Nó rơi quá sâu thì anh chị phải chờ xem những cái phiên tích lại như nào. Cái phiên ngày hôm nay tăng điểm nhiều khối lượng không cao thì anh chị nên chờ xem những cái vùng nền phía sau. Có nghĩa là nhìn chung á thì anh chị nào đánh ngân hàng ra này thì để nắm giữ, để nắm giữ thì đừng vùng này anh chị đừng có bán nữa. Một á là anh chị bán khi gãy nền, còn hai còn khi mà cái mẹ cổ phiếu nó đã gãy quá sâu như này á thì anh chị cố anh chị có thể cân những nhịp hồi chị bán. Rồi anh chị lưu như vậy ha. Rồi các cái mẹ cổ phiếu SHB, SHB thì cái mẹ cổ phiếu này mang tính chất đổi lãi cao nên là cái mẹ cổ phiếu này chỉ có hàng nắm giữ thôi và nắm giữ được. Rồi à, uh, như liên việt này, liên việt thì cũng gãy này nha. Đây về hỗ trợ này gãy xuống này thì phải chờ một cái nền phía sau thì mới đánh giá được. Tại vì ngày hôm nay á anh chị lưu ý ngày hôm nay ngân hàng tăng điểm nhưng mà không có khối lượng gọi là cái phiên ngày hôm nay là cái phiên hồi cho vui thôi gọi là hồi kỹ thuật á hồi để xem đây là cái lực bán cũng như là cái lực mua như thế nào còn để xác định một xu hướng là up trên hay là tạo đáy thì chúng ta phải cần đánh giá hơn kỹ hơn những cái phiên phía sau Nhiều lúc như vậy ha OCB làm giá em đánh giá cái mẹ cổ phiếu này khỏe tại vì cái mẹ cổ phiếu này cái vùng hỗ trợ cứng của nó là quanh cái vùng này là còn, giá 22 nhưng mà cái mẹ cổ phiếu này nó không gãy về cái vùng này ai không ví dụ các cái mẹ cổ phiếu như là CTG như là STB như là Techcombank hay là MB nó đều chạm về cái vùng hỗ trợ bên dưới của nó nó gãy nó chạm về vùng này nhưng mà OCB được một 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 cái tốt á là cái mẹ cổ phiếu này khi mà nó rơi á thì nó không chạm về cái đáy thấp nhất mà nó bật lên tăng lên rất là nhanh thì cái mẹ cổ phiếu này có thể nó là cái mẹ cổ phiếu này khá là khỏe và chỉ có hàng nắm nhiều được rồi tiếp theo là HDB HDB cũng gãy nền tương tự rồi phải chờ xây một cái nền lại rồi ECB ECB hôm nay chạm về cái vùng hỗ trợ bật lên cũng khá là tốt nhưng mà để mua để mua thì chị phải chờ thêm những cái phiên phía sau họ để chậm thì phía sau rồi như vậy thôi BIDV này. Vì công ban thì nó cũng gãy nền nè gãy nền em nghĩ là nó chạm về hỗ trợ nó bật lên được rồi cái mẹ cổ phiếu nói chung là những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng á, ngày hôm nay hồi á, hồi là vui rồi, nói chung là hồi là vui rồi, tại vì thị trường á, thị trường mà nó tăng cỡ nào nhưng mà ngân hàng nó giảm thì nó rất là khó, nên là cái gọi là cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên báo hiệu cho những cái mẹ cổ phiếu này, cho những cái mẹ cổ phiếu ngân ngân hàng á, nó có dấu hiệu là dòng tiền vào, à, khi mà dòng tiền vào thì nó sẽ có những cái, là một chiều hướng tích cực ở trong những phiên sắp tới, rồi à, về vĩ mô gọi là về vĩ mô về những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng á, thì chắc có lẽ là em cũng đã chia sẻ rất nhiều cho các anh chị rồi. À, ngân hàng trong giai đoạn quý 1 và quý 2 nó tăng rất tốt nó tăng rất tốt một phần là bởi vì cái cái giai đoạn quý 1 và quý, và quý 2 á thì các ngân hàng gọi là thường gọi là các ngân hàng hay là đẩy mạnh cái tăng trưởng tín dụng là ví dụ như sếp gọi là sếp cái đề ra cái KPI à, ví dụ như là cái phòng này hay là cái khu vực này đẩy mạnh cái cho vay hay là đẩy đẩy mạnh cái uh, tiền gửi gì đó thì đẩy mạnh cái gọi là tăng trưởng tín dụng trong quý 1 và quý 2 rất là lớn thì trong quý 3 quý 4 á, thì thông thường em thấy là những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng á, nó sẽ hạn chế về cái về cái mạng tín dụng đi một phần nào so với quý 1 và quý 2. Và yếu tố thứ hai á, thì ngân hàng giai đoạn trong giai đoạn trong giai đoạn dịch Covid á, thì uh, bị tác động bởi dịch bệnh khá nhiều uh, về vấn đề nợ xấu hay là hỗ trợ doanh nghiệp nên là những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng á để mà cái theo cái góc nhìn của em thì em cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi để mà những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng á, nó tăng mà nó vào trên tốt á, thì anh chị phải lưu ý là phải khoảng là phải đầu năm sau em nghĩ là khoảng cuối tháng cuối năm này gọi là cuối 2021 và đầu 2022 thì những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng nó mới tích cực và nó mới vào trên đó anh chị lưu ý ha khi mà anh chị nắm cái mẹ cổ phiếu ngân hàng á đó, đó, là anh chị đó là một cái một cái tầm nhìn tầm nhìn xa để anh chị nắm giữ để anh chị nắm giữ để anh chị có kỳ vọng đối với những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng rồi với những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay rất nhiều mẹ cổ phiếu chứng khoán đã tăng tốt cũng tương tự với những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng thôi chứng khoán vừa trải qua một giai đoạn giảm rất là sâu chứng khoán vừa trải qua một giai đoạn giảm rất là mạnh ngày thì ngày hôm nay có những cái mức hồi phục tốt thì nhiều anh chị hỏi em là cái mẹ cổ phiếu chứng khoán á hồi thì có bán không em hay là hồi để mua thì với quan điểm của em thì em vẫn giữ cái quan điểm đó, thì với những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán á, thì câu chuyện nó đã hết rồi giống như á, giống như trước kia anh chị mua với những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán thì anh chị kỳ vọng là nó tăng vốn nó có game tăng vốn gọi là game á, ví dụ là game tăng vốn này hay là chia cổ tức này hay là phát hành cổ phiếu ưu đãi hay là cổ phiếu phát hành thêm thì câu chuyện nó đã ra hết rồi cái yếu tố thứ hai á, yếu tố thứ hai là về về vấn đề và thanh khoản vấn đề về thanh khoản là trong khoảng quý 3 và trong khoảng quý tư thì chắc chắn thanh khoản nó không thể cao bằng so với quý 1 và quý 2 rồi tại vì sao lại như vậy đó là về yếu tố về vĩ mô cân là vĩ mô là sao cân là vĩ mô khi mà thời à, cân là trong khoảng thời gian là covid á, trong khoảng thời gian covid thì chính phủ cũng như là ngân hàng trung ương có chính sách là bơm tiền à, bơm tiền à, gọi, là, à, gọi là tăng cung tiền à, tăng cung tiền nhưng mà khi cái nền kinh tế hồi phục trở lại rồi có nghĩa là khi mà tăng cung tiền anh chị để hệ anh chị để kỹ này khi mà chính khi mà chính phủ tăng cung tiền có nghĩa là khi mà tăng cung tiền đúng không thì à, tăng cung tiền lãi suất giảm thì tiền nó sẽ bị rẻ đi tiền sẽ bị rẻ đi thì nhà đầu tư sẽ có xu hướng đầu tư vào những cái mẹ cổ phiếu nó có rủi ro cao hơn ví dụ như là chứng khoán ví dụ như là bitcoin gọi là gọi là tiền ảo gọi là uh, chứng khoán là bitcoin em hay gọi là đó là những cái đó là những cái gọi là cái cái lớp gọi là cái lớp tài sản có độ rủi ro cao nhưng mà khi nhưng mà khi kinh tế hồi phục trở lại giá cả hàng hóa tăng cao thì khi mà giá cả giá cả hàng hóa tăng cao giá cả hàng hóa tăng cao thì lạm phát chắc chắn sẽ xảy ra gì không? em nghĩ là trong khoảng 2022 cũng như là trong 2023 thì chính phủ để hạn chế lạm phát thì sẽ hạ cung tiền khi mà hạ cung tiền khi mà hạ cung tiền thì lãi suất sẽ tăng mà khi lãi suất sẽ tăng thì ví dụ như là nhà đầu tư cái dòng tiền của nhà đầu tư ban đầu thì đầu tư vào nhiều những cái mẹ cổ phiếu mà có gọi là đầu tư vào tầng lớp tầng lớp tài sản có rủi ro cao ví dụ như là ngân hàng nó xin lỗi chị với ví, ví dụ như là chứng khoán hay là bitcoin thì nhà đầu tư cái dòng tiền nó sẽ rút ra từ 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 những cái mẹ cổ phiếu cái lớp tài sản nó có cái lớp tài sản có gọi là có độ rủi ro cao về cái lớp tài sản có độ ra thấp hơn ví dụ như là gửi tiết kiệm ngân hàng à, ví dụ như là gửi tiết kiệm ngân hàng à, ví dụ như là à, đầu tư vào vàng hay là đầu tư vào đất hay là đó hay là lãi suất ngân hàng hay là đầu tư vào trái phiếu có nghĩa là có nghĩa là sao có nghĩa là cái tầng lực gọi là có nghĩa là cái cái dòng tiền đổ vào đổ vào cái tầng lớp tài sản có độ rủi ro cao lúc nào nó cũng tỷ lệ nghịch với cái tầng lớp tài sản có độ ro thấp ví dụ như là lãi suất tăng đi lãi suất tăng á, thì tầng lớp tại tầng lớp tài sản có độ ra thấp á, thì nó sẽ được hút dòng tiền thì khi đó dòng tiền á, dòng tiền từ chứng khoán dòng tiền đổ vào từ thị trường chứng khoán khi mà lãi suất nó giảm á, khi mà lãi suất nó giảm thì nó sẽ dần dần nó rút ra nó dần dần nó rút ra thì lúc đó cái lượng thanh khoản của thị trường nó sẽ nó sẽ hút nó sẽ mất dần anh chị thấy không đây nếu anh chị theo dõi kỹ trên thị trường á, thì cái lượng thanh khoản của thị trường trong khoảng quý 2 và quý 3 nó đã giảm rất là nhiều so với quý 1 và quý và quý hai rồi À, xin lỗi chị à, quý 3 và quý tư sắp tới thì nó sẽ cũng sẽ giảm rất là nhiều so với quý 1 và quý 2 thì đó cũng biểu hiện là cái dòng tiền á dòng tiền nó đang rút ra dần từ chứng khoán tại vì em là một nhà đầu tư à, xin lỗi chị em cũng là một nhà đầu tư em cũng là một nhà tư vấn thì khi mà em tư vấn khách hàng á thì em cũng nhận thấy rằng là cái dòng tiền của khách hàng của mình á ví dụ là trước kia đầu tư khoảng là 10 tỷ thì bây giờ họ chỉ còn đầu tư là khoảng năm sáu tỷ thôi tại vì sao tại vì họ đã dần dần rút tiền từ những cái mẹ từ những cái từ thị trường chứng khoán họ đầu tư vào những cái lớp tài sản nó có tỷ suất sinh lợi thấp hơn nhưng mà nó an toàn hơn ví dụ như là đất ví dụ như là vàng ví dụ như là gửi tiết kiệm đó tại vì khi mà thời kỳ tiền rẻ đó thì chứng khoán nó tăng đây anh không? khi mà thời kỳ tiền rẻ chính sách của chính phủ bơm tiền này đó khi mà chính phủ chính khi mà chính sách của chính phủ tăng cung tiền á thì lãi suất giảm lãi suất giảm thì thì cái gọi là thị trường chứng khoán nó bắt đầu một giai đoạn uptrend cực kỳ mạnh nhưng mà khi mà chính phủ gọi là siết cung gọi là siết lại cung tiền tăng lãi suất lại thì dòng tiền từ chứng khoán nó sẽ rút ra dần dần đó thì đó là tại sao những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán á, nó sẽ nó không được kỳ vọng quá tốt gọi là tăng thì nó vẫn còn tăng thôi nhưng mà về cái dư địa thì chắc chắn nó sẽ không còn nhiều sẽ không nhiều đó thì đó là quan điểm của em với những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán để anh chị để anh chị nào nắm về rõ hơn về góc nhìn về đầu tư em nói đây là về góc nhìn về vĩ mô cũng là về đầu tư chứ không phải là về đầu cơ hay là về kỹ thuật đó em nói em nói thuần về đầu tư tại vì khi mà anh chị đầu tư thì anh chị phải xác định là cái vĩ mô trong nước của của mình đó, nó có tác động đến các mẹ cổ phiếu của mình hay không nó tác, nó có tác động đến cái ngành nghề của mình đang đầu tư hay không thì khi đó anh chị sẽ đầu tư rất là dễ dàng đó thì với quan điểm của em cái nhịp này của cái nhịp này của những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán nó tăng là để anh chị hạ bất tỷ trọng hạ bất tỷ trọng nó chỉ hạ bớt tỷ trọng dần 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 ra chứ anh chị không nên nắm quá nhiều những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán uh, giai đoạn sắp tới nữa rồi trả là với quan điểm của em rồi đó là ngành chứng khoán ha em đã nói rất là kỹ rồi thì vấn đề của những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán á bây giờ là tháng 10 đúng không thì cái vấn đề của những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán nó không còn kỳ vọng á thì em đã nói trong những cái video là khoảng tháng 8 rồi tháng 8, tháng 7 là em có nói rồi chứ không phải bây giờ mới nói thì bây giờ rất nhiều chị hỏi em nên làm cũng em cũng có nói lại rồi đó là chứng khoán rồi ngân hàng chứng khoán thì uh, em cũng cân là cân là về cái về cái nhịp hồi phục á thì em cũng có kỳ vọng những cái nhịp hồi phục của nó nhưng mà về cái dư địa phía sau thì nó không nhiều ví dụ đi ví dụ như là mb này mb sau khi mà nó gãy một cái vùng hỗ trợ thì trước mắt á, thì trước mắt nó phải nó phải test lại cái vùng hỗ trợ này trước đã thì anh chị quan sát cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng là khoảng vùng giá là khoảng 33 như nào đó hay là fcs fcs sau khi mà nó gãy một cái vùng hỗ trợ bên trên này này đây cái vùng hỗ trợ bên trên là quanh cái vùng là đây quanh cái vùng quanh cái vùng là khoảng quanh cái vùng giá là khoảng 50 58 là quanh cái vùng này thì anh chị xem á, khi mà tìm cận với cái vùng này test lại như nào nếu mà nó về vùng này nó quay đầu thì chỉ cần nhắc chị hạ ra anh lưu ha rồi ví dụ là CTS này đó anh chị thấy không gãy hỗ trợ này anh chị không một cái vùng á, mà được xem là hỗ trợ một cái vùng được xem là hỗ trợ thì khi mà cái mẹ cổ phiếu nó tiến về cái vùng hỗ thì nó tiến về cái vùng đó thì cái vùng này là cái vùng kháng cự của cổ phiếu có là trước kia trước khi mà gãy đúng không trước khi mà gãy thì cái vùng này là một, một vùng hỗ trợ nhưng mà gãy rồi á thì cái vùng này là cái vùng kháng cự thì anh chị xem những cái mẹ cổ phiếu mà chứng khoán á à, trong giai đoạn trong giai đoạn là những cái phiên sắp tới nó tới lại như nào à, ví dụ là VCI này VCI ngày hôm nay hồi phục nhưng mà khối lượng không cao và cái vùng á à, và cái vùng gọi là cái vùng hỗ trợ với cái mẹ cổ phiếu VCI á à, rồi, rồi, rồi. rồi cái vùng hỗ trợ với mẹ cổ phiếu VCI là quan cái vùng giá là khoảng vùng giá là à, là khoảng 60 mươi à, khoảng sáu thì anh chị quan sát vùng này như nào anh chị có nhắc hệ ra hạ bớt ra rồi ADS tương tự thôi. SHS cái hỗ trợ nó là khoảng giá 38 này, canh về vùng này chị hạ bớt. Tại vì những cái phiên hồi phục đó, khối lượng không có. Anh chị lưu ý khối lượng không có. Và tăng điểm mà khối lượng không có, nó nó tiềm rất là nhiều rủi ro. anh chị lưu ý như vậy ha. Có nghĩa là để tạo đáy hay không thì em vẫn chưa dám nói. Nhưng mà những cái phiên hồi phục như này á thì trước mắt chúng ta phải chấp nhận là đa phần là những những cái phiên hồi kỹ thuật, những cái phiên hồi kỹ thuật. Dòng tiền á, dòng tiền tại vì nó nó đã chốt lời về những cái mẹ cổ phiếu khác nó quá nhiều rồi, nên là nó đổ về những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán ngân hàng để nó kiếm ăn một giai đoạn ngắn. Còn để nó có tạo đáy hay không, nó có dẫn dắt thị trường hay không thì chúng ta phải cần thêm thời gian, thời gian sắp tới. Rồi, à, ví dụ như là VND này. Đã VND thì nó sau khi mà nó gãy cái vùng hỗ trợ thì em nên hồi phục trở lại. Thì VND thì anh chị quan sát cái vùng là khoảng giá 50 như nào. VND là một cái mẹ cổ phiếu đầu ngành. Anh chị lưu nhá, khi mà anh chị muốn đi lâu dài á thì anh chị phải đánh đầu ngành. Có thể là cái mẹ cổ phiếu nó không tăng một mức sinh lợi quá lớn, nhưng mà nếu anh chị này anh chị đánh đầu ngành á thì cái mức khi mà anh chị khi mà thị trường sập á thì anh chị sẽ, sẽ không lỗ quá sâu. Tại vì đầu ngành á đầu ngành mà còn giảm thì ví dụ anh chị đầu tư về những cái mẹ cổ phiếu nhỏ 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 đi thì anh chị đầu tư lãi thì không nói nhưng mà nếu mà nó sập á, thì nó sẽ lỗ lỗ rất là sâu Đó, là những đúng như vậy à, viên thì em thấy rất là cao thứ nhất là tại sao tại vì viên á nó mạnh ở ba mảng à, thứ nhất là mảng tự doanh thứ hai là mảng cho vay cũng như là thứ ba là mảng môi giới thì những cái mặt cổ phiếu nào mà muốn đi lâu dài trên thị trường á thì phải mạnh ở ba mảng này tự doanh cho vay và môi giới thì trên thị trường hiện tại với những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán thì hai cái mẹ cổ phiếu chứng khoán em đã giá rất là cao về cái sự đa dạng ở về cái sự đa dạng ở ba mảng này thứ nhất là mã VND và thứ hai á thứ hai là mã SSI là hai cái mẹ cổ phiếu này à, về cái mảng là về đa dạng hóa gọi là đa dạng hóa được cái được cái ba cái mạng của mình à, môi giới cho vay cũng như là tự doanh các cái mẹ cổ phiếu như là VCI này các cái mẹ cổ phiếu VCI FTS thì hai cái mẹ cổ phiếu này á hai cái mạng cổ phiếu này gọi là mạnh về tự doanh có nghĩa là cái nguồn thu từ tự doanh rất là lớn nhưng mà về cái mạng cho vay cũng như là cái mạng môi giới thì nó không gọi là nó không mạnh thì nó sẽ gặp một rủi ro rằng á thì những cái mạng cổ phiếu này khi mà tự doanh nó không đạt được cái lợi nhuận nó tốt nữa đó thì những cái mạng cổ phiếu này nó sẽ không cover lại được hai cái mạng môi môi giới cũng như là cho vay đó, anh chỉ có thể cân nhắc những ý tưởng như vậy ha thì với mẹ khi mẹ đầu tư á uh, giai đoạn này thì em không đầu tư chứng khoán nữa thật sự là với anh chị là giai đoạn này á cái trong danh mục của em không còn một cái mẹ cổ phiếu chứng khoán nào giai đoạn rất là lâu rồi có là em em không đầu tư với những cái mặt cổ phiếu chứng khoán là từ tháng 8 rồi, chứ mà bây giờ. Thì nếu mà anh chị đầu tư, nếu anh chị đầu tư thì anh chị có thể chú ý đi nhưng mà thật sự anh chị đầu tư với một cái tỷ trọng rất là nhỏ thôi, rất là nhỏ thôi. Tại vì như em đã nói rồi, cái vĩ mô hiện tại không ủng hộ với những ngành chứng khoán, không ủng hộ với ngành chứng khoán. Trước mắt là trong ngắn hạn là trong khoảng quý tới à, với mình như vậy. Rồi tiếp theo là những cái mặt cổ phiếu thép ha. À, thép thì ngày hôm nay điều chỉnh. À, thép cũng như là than này ngày hôm nay điều chỉnh với những các cái cổ phiếu như là Hosen, tại vì nó đã tăng một cây thì nó giảm như là một cái điều bình thường nhưng mà anh chị lưu ý giai đoạn này anh chỉ canh chốt thôi canh chốt còn để để khi mà xem cái báo cáo thì chính quý ba để xem khi ra như nào để xem thì chúng ta à, chúng ta cân nhắc chúng ta mua thêm giai đoạn sau còn giai này chúng ta canh chốt tại vì à, giai đoạn này cũng gần cái báo cáo tài chính rồi canh chốt dần dần đi chứ anh chị đừng có mua nữa ha giai đoạn gần báo cáo tài chính thì đừng có mua nữa canh gồng thôi gồng ví dụ như là chừng nào người ta mua đu mua đuổi vào quá thì chúng ta bán còn mua thì không lấy cao nữa anh em mà xem tăng tốt này rồi đa phần thì thép bị điều chỉnh thì anh chị nào có hàng nắm giữ và nâng trần lại lên à, canh chốt dần chốt dần canh chốt từ từ rồi à, ngành thép thì em đang em vẫn đánh giá là nếu mà cái báo báo cáo tài chính nó ra á, mà nó có những cái nhịp điều chỉnh đủ tốt thì anh chị có thể mua vào lần sau chị như vậy ha rồi hôm nay thì rất nhiều mẹ cổ phiếu bất động sản nó tăng tốt ngày hôm nay cái ngành bất động sản là cái ngành mà nó tăng cũng rất là tốt trong phiên hiện nay à, các cái mẹ cổ phiếu như là DLH và NTL à, NTL là một cái mẹ cổ phiếu em cũng có mua em thật sự với anh chị là cái mẹ cổ phiếu này em có đầu tư và nếu chị nào mà thường xuyên theo theo dõi cái video của em á thì em cũng có nhắc rất là nhiều với cái mẹ cổ phiếu NTL này rồi thì nếu anh chị nào mà có có, có tin tưởng em hay là có mua theo em á mà nó có lợi thì em cũng xin chúc một cái anh chị ha thì cái mẹ cổ phiếu này em sẽ nắm giữ đến vùng giá là khoảng trên 40 thì mới bán ra cái mẹ cổ phiếu NTL này thì em cũng tâm sự là em cũng có mua em cũng có mua một phần nhỏ tỷ trọng thôi chứ không có lớn ra ừ. cái mẹ cổ phiếu này chỉ có hàng nắm giữ được rồi NTL thì anh chị xem quan sát nó test lại cái vùng kháng cự bên trên này như nào nếu mà nó đi một cái nền ngắn ngắn là khoảng ba bốn phiên trên vùng này nè giữ giá tốt giữ giá tốt mà nó có những cái phiên mà giữ giá tốt đó tay tách cung rút chân đó, thì chỉ có thể mua thêm hoặc mua mới được rồi NTL tới rồi NTL tới thì em có nhắc rất nhiều trong những cái video rồi thì nếu chị nào tin ý thì chị cũng có mua rồi à, các mẹ cổ phiếu khác như là ndn hdc thì những cái mẹ cổ phiếu này chỉ có hàng nắm giữ được còn để mua thì em sẽ báo những cái mẹ cổ phiếu nào nào mà nó tốt và em, em đã có nghiên cứu rồi á thì em sẽ nói chị ví dụ có thể là cái mẹ cổ phiếu nó có kỹ thuật tốt có kỹ thuật tốt nhưng mà cái cái gọi là cái cơ bản nó không được tốt cho lắm thì em cũng sẽ không có nghị ví dụ cái mẹ cổ phiếu mà nó tốt về cơ bản cũng như là về kỹ thuật á thì nếu mà nó ok thì mình sẽ kế nghị rồi như vậy ha rồi hdc là vgc những cái mẹ cổ phiếu này chỉ có hàng nắm giữ được à, à có hàng nắm giữ thôi hà đô này đó hà đô ngày hôm qua hình như hình như em nhớ là ngày hôm qua trong cái video của em ngày hôm qua thì em cũng có nhắc hà đô hay sao đó hình như là đúng rồi hà đô trong cái video ngày hôm qua thì em cũng có nhắc thì hôm, ngày hôm nay hà đô tăng khoảng là hơn bốn phần trăm thì nếu anh chị có mua thì em cũng xin chúc mừng các anh chị ha rồi hà đô hà đô thì nó mạnh ở hai mảng mảng đầu tiên là mảng bất động sản và mảng thứ hai là mảng về năng lượng hà đô thì trong giai đoạn gần đây thì nó, nó, nó đã phát triển về cái dự án về cái quy mô về năng lượng sạch rồi và là năng lượng tái tạo á. thì về cái về cái về cái tầm nhìn về năng lượng sạch cũng như là năng lượng tái tạo trong tương lai thì em đánh giá rất là cao và hà đô nó đang moment men để nó làm nó lấn sân nó gọi là nó lấn sân sang, sang cái mảng này rồi thì anh chị nào đánh nắm hà đô thì nhìn đánh nắm lâu được nắm lâu được rồi ok rồi dg hay là những cái mẹ cổ phiếu như là kbc ngày hôm nay cũng hồi phục rất là tốt những cái mẹ cổ phiếu công nghiệp lên ngày hôm nay cũng tăng tốt này, à, dòng tiền bắt đầu vào vào rồi. Rồi hãy nhận các mã cổ phiếu như là A3H, SSC, à, Vinhome, này, IDC, EJC Thì ngày hôm nay đều có những cái mức hồi phục rất là tốt ừ, Anh chị nào có hàng thì nắm giữ được à, Còn để mua thì à, nếu như cái mã cổ phiếu nào mà nó có những cái phiên mà đủ tốt thì em sẽ bảo anh chị ha Còn giao này anh chị có hàng nắm giữ thôi, có hàng nắm giữ được Rồi KDH này, KDH cũng giữ giá tốt ừ, Anh chị nào có hàng thì có thể follow cái móc là quanh vùng giá khoảng 40 Với cái mã cổ phiếu này, à, GVR GVR thì nó, nó, đang tiến về cái vùng kháng cự bên trên của nó là quanh giá khoảng 38.5 thì để xem nó về cái vùng này nó như thế nào tại vì GVR nó vừa trải qua một giai đoạn điều chỉnh thì trong quá trình đi lên nó sẽ test lại rất là nhiều ờ, chị nào hàng nó được để mua thì vẫn chưa gì ha Long hậu ngày hôm nay cũng có dự giá thôi vẫn chưa tăng tại vì Long hậu ngày hôm qua thì tăng khoảng là uh, gần số phần trăm rồi ngày hôm nay giữ giá cũng như vậy cũng rất là tốt rồi rồi các cái cổ phiếu khác như là DRC ngày hôm nay cũng tăng tốt này DRC ngày hôm nay cũng giữ giá à rồi rồi đó những cái mẹ cổ phiếu gọi là những cái mẹ cổ phiếu bất động sản ha à, ví dụ như là những cái mẹ cổ phiếu như là à, ví dụ NTL thì anh chỉ có thể canh về những cái vùng giá là khoảng trên đây này, này ví dụ nó giữ giá là khoảng ba bốn phiên mà nó không nó có những phiên test cung tốt thì chỉ có thể mua được hoặc là mua thêm à, là HDC HDC thì cái mẹ cổ phiếu này nó chạy nó rút rồi thì cái mẹ cổ phiếu này chỉ có hàng nắm giữ thôi còn để mua thì không có điểm mua được, không có điểm mua được. cái mẹ cổ phiếu này em cũng hơi tiếc cái mẹ cổ phiếu này em cũng hơi tiếc một xíu hơi tiếc một xíu tại vì em em Nên là cái cái mẹ cổ phiếu này em không có có người em đưa vào tầm ngắn rồi nhưng mà em, em mua không kịp em không kịp thật sự là như vậy nhưng mà hơi tiếc nhưng mà làm sao vì mình mình vẫn còn vẫn còn nhiều nhiều cái như cái mẹ cổ phiếu khác cơ hội này qua thì chúng ta sẽ tìm cơ hội khác nhỉ ha không sao cả không FOMO, mô mẹ cổ phiếu này đã qua rồi thì không FOMO nữa đây DG này DG thì phải DG thì sau khi mà nó rơi thì nó phải cần xây một cái nền lại thì DG sau khi mà nó test một lần này test hai lần như này là cũng là những cái phiên hồi phục rất là tốt rồi thì đang có dấu hiệu tạo đáy dưới này thì nhìn vào cái hàng thì có thể follow cái móc bên dưới là quanh cái móc là khoảng 29 à, với mẹ cổ phiếu này được rồi một vài mẹ cổ phiếu um, À, bán lẻ công nghệ thì hôm nay các cái mạng cổ phiếu này đang giai đoạn điều chỉnh nè ví dụ là BNG nè BNG thì sau một giai đoạn nó như thế không cái vùng em lại nói là cái vùng quanh một giá là khoảng uh, 97 98 đây là cái vùng là một cái vùng là một cái vùng kháng cự thì những cái mạng cổ phiếu thì, thì, BNG BNG thì trong cái báo cáo tài chính quý ba đó nó vẫn chưa có gì cái dòng tiền là dòng tiền kỳ vọng thôi còn để mua thì chỉ phải chờ nó chỉnh nó test lại tại vì nó đang về kháng cự này nên chỉ là chờ từ từ mẹ cổ phiếu này chị từ từ chị mua rồi tiếp theo là mẹ cổ phiếu uh, FRT FRT thì cũng đang bị điều chỉnh rồi ba à, cây nến gần đây thì áp lực bán của FPT đang rất là nhiều anh chị nhìn ba cây nến này nó xuất hiện cây nến gọi là gọi là cái râu nến trên râu nến trên thì những áp lực bán bên trên nó vẫn còn thì mẹ cổ phiếu này chỉ canh chốt canh chốt dần dần ha canh chốt một phần và với cái mẹ cổ phiếu này rồi hay các mẹ cổ phiếu MWG MWG thì cái mẹ cổ phiếu này giữ giá rất tốt mở luôn cái mùa này cái mùa là cái mùa đánh nữa rồi cái mùa là cái mùa đánh tiếp rồi anh chị đâu cái hàng nắm giữ thôi cái mức hỗ trợ vẫn là cái vùng là khoảng giá 123 hay là bet này à, bet cũng là một cái mẹ cổ phiếu em cũng thấy rất là cao cái mẹ cổ phiếu này đánh hơi dậy thôi tại vì cái cung cầu của cái mẹ cổ phiếu này đánh rất là khó chịu nó tăng nó giảm tăng nó giảm liên tục thì mẹ cổ phiếu này để mua thì chị nên chờ nó xem một cái nền ngắn, ngắn, ngắn lại ngắn ngắn lại thì chỉ mua được cái mẹ cổ phiếu này ví dụ nó, lên cái về kháng cự này nó xem một cái này ngắn ngắn lại bên đây này, này giữ giá tốt thì cũng có thể mua được ngày hôm nay bet có tăng, nó tăng tốt nhưng mà cuối phiên gặp áp lực chốt lời nghĩa là cái vùng này này vẫn có một cái lượng hàng nó bán xuống nên là chỉ phải chờ test lại thì mới có, mới có thể mua anh à, chị lưu nha rồi như là cmg ngày hôm nay cũng hồi phục này nhưng mà không khối lượng không cao thì chỉ có thể follow những cái móc đó chỉ quan sát thêm rồi tiếp theo là những cái mẹ cổ phiếu um, bảo hiểm như nào, bảo hiểm thì có BVH nè, à, BVH thì đang về kháng cự, vùng này anh chị có thể canh chốt một phần. Nếu nếu mà test lại ok thì anh chị có thể mua lại. Còn để tránh cái trường hợp nó quay đầu ha, tại vì cái vùng giá là khoảng 60 vẫn là một cái vùng kháng cự mạnh của với mẹ cổ phiếu BVH này. À, BMI là MIG thì nó vẫn đang test cung thôi, vẫn đang test lại cái vùng đỉnh, vẫn chưa có gì phải đáng nấu, nấu quá nhiều. Anh chị có hàng thì nắm giữ và nâng chặn lại lên. Rồi tiếp theo là những cái mẹ cổ phiếu um, năng lượng, uh, điện nước rồi đó. À, các cái mẹ cổ phiếu như là BGV, À, các cái cổ phiếu khí điện nước khí CNG thì các cổ phiếu này là nó tăng nóng quá tăng nóng quá thì anh chị phải chờ nó test lại đi thì có thể mua được nt hai nt hai thì nt hai thì đầu phiên nó mở gáp nhưng mà đã uh, đáp được tốt lời thì những cái cổ phiếu này anh chị phải chờ những cái phiên test lại à, thông thường đối với em á thông thường đối với em á thì em không hay mua vào những cái phiên break như này đâu thì em em hay chờ những cái phiên mà nó break như này đúng không nó test lại nó test lại là khoảng bốn năm ba bốn phiên phía sau á và nó có một cái dự giá tốt đó, thì em sẽ, em sẽ mới mua còn để mua, mua phim mà những ví dụ như anh chị nếu anh chị mà nào mà mua phim rất cao á thì anh chị mua từ cái ví dụ anh chị mua cái mẹ cổ phiếu này anh chị mua cái vùng giá này trở xuống này ví dụ mua giá khoảng 21.5 trở xuống thì anh chị mua được còn ví dụ chị mà mà mua từ khoảng là 2 phần 3 cái nến trở lên đó ví dụ 2 phần 3 cái nến trở lên là khoảng từ cũng giá là khoảng 21 21 22 trên này này thì nó sẽ nó còn là khoảng là khoảng giá khoảng bên trên này này thì anh chị khi mà t còn ba hàng về á anh chị sẽ rất là bị dễ lỗ ha ví dụ mua là ví dụ anh chị nếu mà chị mua phim rất cao á thì anh chị phải chờ ví dụ như chờ khoảng là 1 phần 2 ví dụ nó chạy là khoảng 1 phần 3 cây nến thì chị anh chị mua được còn bánh nó chạy là khoảng 2 phần 3 cây nến trở lên đó thì anh chị hạn chế chị mua vào cái phim rất cao anh chị nên chờ phim, cái phim test lại để mua nó an toàn hơn là như vậy ha ri này ri dụ giá tốt này ri thì vẫn à, hôm qua tăng khoảng là hôm qua tăng xương xương là khoảng 6 ngày hôm nay test lại là, quanh tham chiếu rồi vẫn mạnh mẹ cổ phiếu này vẫn mạnh à, test lại mua được rồi một vài cái mẹ cổ phiếu dầu khí dầu khí ngày hôm nay cũng giữ giá tốt nhưng mà nhưng mà hầu như hầu như thì đang gặp áp lực chút lời rồi à, gas thì cái mẹ cổ phiếu này nó chạy nhanh quá mẹ cổ phiếu này nè tin ra là chạy luôn tại vì giá khí thế giới đang tăng cao nên cái mẹ cổ phiếu này được hưởng lợi à, BVD này BVD cũng như là BVC hay là BVS thì nó đang tới lại cái cản thôi tại vì nó đang gặp một cái vùng kháng cự bên trên này thì việc mà nó giữ giá nó tết lại vùng này là bình thường về kháng cự tết lại là bình thường nha về kháng cự tết lại là bình thường à, bình thường thôi tại vì về kháng cự anh chị lưu ý kháng cự là sao kháng cự là cái vùng đó là một cái vùng đỉnh mà người ta khi mà chạm về là nó nó đã gãy xuống rồi chạm về này nhỉ không chạm về gãy xuống này chạm về gãy xuống thì cái vùng này là cái vùng kháng cự cái vùng kháng cự là một cái vùng mà nhà đầu tư nghĩ rằng á khi mà các mẹ cổ phiếu chứng khoán về vùng này thì cái mẹ cổ phiếu nó sẽ quay đầu mà khi mà người ta nghĩ nó sẽ quay đầu á thì người ta bán nhiều bán nhiều thì phải đi ngang để nó tết lại đó, đó là điều bình thường thôi anh chị hay nghĩ là anh chị hay nói là kháng cự hay là hỗ trợ đó à, kháng cự là cái vùng là một cái vùng mà áp lực bán nhiều tại vì nhà đầu tư nghĩ rằng á, là cái vùng đó là cái vùng đó khi mà các mẹ cổ phiếu chạm về á, nó sẽ bị bán xuống hay là hỗ trợ là cái vùng á, là khi mà uh, nhà đầu tư nghĩ rằng là cái vùng đó là một cái vùng là không còn bán nữa mà nhà đầu tư sẽ có xuống là mua vặt đó à, là như vậy thôi kháng, cự hỗ trợ rồi những cái mẹ cổ phiếu như là bao hay là oi đang phần gặp đang gặp áp lực chốt lời nhưng mà vẫn không giảm quá sâu làm cái điều rất tích cực rồi đi qua một vài mẹ cổ phiếu ngành à, phân bón này, phân nhựa hóa chất này phân bón hóa chất thì có ba con a này à, ba công an hôm nay cũng giữ cũng giữ giá thôi mày cổ phiếu này vẫn đang test lại hay là đạm cà mau đạm cà mau thì vẫn đang gặp áp lực bán này anh chị không cái mẹ cổ phiếu nó liên tục nó xuất hiện những cây nến là râu nến trên này anh chị phải đặc biệt lưu ý ha nếu mà anh chị nào phân, nếu mà anh chị biết nhiều về nến á thì những cái cây nến mà râu xuất hiện cái râu nến trên á thì thông thường nó sẽ báo hiệu một giai đoạn là đổi chiều xu hướng ví dụ như xu hướng tăng xu hướng tăng đi à, xu hướng tăng thì cái mẹ cổ phiếu mà nếu mà gặp đi này, này thì nó có xác suất hoặc là nó có xác suất thôi chứ không phải là một trăm phần trăm nó có xu hướng là nó sẽ đổi chiều xu hướng hoặc là không rõ xu hướng nó có nghĩa là cái xu hướng nó sẽ không còn tiếp tục nữa đó nó như vậy ha thì đang gặp ở bán bên trên rồi khối lượng cao này nha khối lượng cao này khối lượng cao nhưng mà không tăng điểm mà còn bị bán xuống thì như lưu ý ha nắm giữ canh chống lại thôi để mua thì không còn để mua nữa đó là với những cái cổ phiếu phân bón ừ, như vậy ha rồi à, các mẹ cổ phiếu như là last này canh chốt thôi những mẹ cổ phiếu này chỉ nắm giữ canh chốt thì không mua được ha dgc mua thì chỉ chờ cái báo cáo tài chính nó ra đi chờ nó chỉnh thì mua chờ nó chỉnh chúng ta quan sát cái tại vì tại vì anh chị khi mà anh chị đọc báo cáo tài chính á thì chị sẽ biết được là cái lượng hàng tồn kho của những cái mẹ cổ phiếu phân bón như thế nào tại vì những cái mẹ cổ phiếu phân bón ví dụ là đạm cà mau hay đạm phú mỹ á nó sẽ có trong gọi là trong khoảng quý hai thì những cái mẹ cổ phiếu này nó duy trì một cái lượng hàng tồn kho rất là nhiều nên là nó đáp ứng được đáp ứng được gọi là cái về cái cái phần sản xuất của nó à, sản xuất và phân bón của nó à, về phân ure hay là phân phân đạm nhưng mà khi cái lượng hàng tồn kho có thể là trong quý 3 vừa rồi thì nó đã nó đã sử dụng hết cái lượng hàng tồn kho thì nó có thể ảnh hưởng đến cái gọi là đến cái lợi nhuận cũng như là đến cái gọi là cái lượng hàng bán ra trong quý tư thì anh chị nên chờ cái báo cáo tài chính nó ra để xem những cái mẹ cổ phiếu này gọi là cái sức khỏe tài chính của nó nó có duy được, trì được tốt hay không thì chúng ta mới cân nhắc chúng ta đầu tư giai đoạn sắp tới thì những cái mẹ cổ phiếu phân bón phân bón hóa chất á nó được hưởng lợi từ cái giá bán đầu ra à, giá bán đầu ra ví dụ như là giá bóng về phân bón này hay là giá phốt phốt ph ph vàng đó gọi là nó được hưởng lợi về giá bán đầu ra đầu ra có nghĩa là cái giá vốn hàng bán của nó là nó không thay đổi giá vốn hàng bán nó không thay đổi thậm chí á, là nó bị ảnh hưởng bởi giá dầu khí nó tăng nữa À, bởi giá dầu khí giá khí nó tăng nữa nhưng mà nhưng mà khi tại vì nó, nó được hưởng lợi từ cái giá bán đầu ra giống như là anh chị giống như là bình thường á anh chị sẵn cân là cái là cái giá vốn của anh chị á là anh chị dùng gì gọi là giá vốn của anh chị là một và anh chị bán ở năm nhưng mà khi những cái mẹ cổ phiếu mình đã được hưởng lợi bởi giá bán bởi thế giới á thì ví dụ như bình thường anh chị bán ở giá năm thì bây giờ anh chị, anh có thể nâng giá bán lên anh chị bán ở giá 8, giá 9 thì những cái mẹ cổ phiếu phân bón như này nè, những cái mẹ cổ phiếu phân bón hóa chất thì nó được hưởng lợi bởi giá bán giá bán đầu ra đó thì anh chị phải đặc biệt lưu ý khi mà những cái mẹ cổ phiếu mà được hưởng lợi bởi giá bán đầu ra thì khi mà anh chị đọc đọc báo cáo tài chính thì anh chị phải lưu ý về cái lượng hàng tồn kho của nó ha về cái lượng hàng tồn kho là một cái đặc điểm rất là quan trọng khi mà anh chị đọc báo cáo tài chính của những mẹ cổ phiếu này rồi lưu, lưu như vậy rồi tiếp theo là về những mẹ cổ phiếu vận tải cảng à, gọi là à, vận tải cảng biển logistics ngày hôm nay thì có nhiều mẹ cổ phiếu nó tăng thì có hai mẹ cổ phiếu là SKG như là SKB thôi còn đa phần những cái mẹ cổ phiếu đa phần đều giảm ví dụ là VNA này những, cái mẹ phiếu, những mẹ cổ phiếu bên những mẹ cổ phiếu thì em em không có nghiên cứu kỹ. Còn ví dụ như là HAH thì đang điều chỉnh rồi. À, hay là GMD, GMD hôm nay cũng điều chỉnh khá là cao. Thì MD đã, GMD thì đang có cái mức hỗ trợ bên dưới là quanh cái vùng giá khoảng năm 000 giữ này. anh chị có thể follow cái mốc này. ở à, GMD thì về cái tiềm năng của nó thì em đánh giá rất là cao về cái về cái về cái, về cái cảng Chamberlain. À, về cái tiềm năng của mẹ cổ phiếu này. Thì à, em nghĩ là về cái cảng này khi mà cái khi mà cái nền kinh tế hồi phục trở lại thì phải cần vận tải. Ví dụ chúng ta phải chúng ta phải xuất khẩu này. À, ví dụ chúng ta phải xuất khẩu hay là chúng ta phải di chuyển nhiều quá hay là vận tải đó thì những cái cảng hay những cái mẹ cổ phiếu vận tải dầu khí là logistics thì vẫn giá vẫn, vẫn vẫn còn tiềm năng vẫn còn tiềm năng trong giai đoạn là là uh, trong giai đoạn quý tư nhưng mà nó sẽ gặp ảnh bị gọi là nó sẽ gặp ảnh hưởng bởi rủi ro là về cái về cái cước vận tải phải cước vận tải điện đó thì anh chị phải lưu ý về cái anh chị quan sát về các thông tin về cước vận tải này uh, để anh chị có thể đánh giá kỹ hơn về những cái mẹ cổ phiếu mình đang nắm giữ ha rồi, à, BBVT thì vẫn đang giữ giá tốt thôi. BBVT tại vì á, tại vì BBVT nó vừa trải qua một giai đoạn nó gãy cái nền. Thì cái nhịp mà khi mà nó gãy cái nền mà nó không và nó quay trở trở lại nền á thì cái nhịp này này, cái nhịp này này giống như là một cái nhịp cao trào bán cũng như là một cái nhịp rũ cung, rũ cung quay lại nền lại em đánh giá là cái mẹ cổ phiếu này khi mà nó xây được một cái nền lại á thì như có thể mua được cái mẹ cổ phiếu này giai đoạn sau. Thì nên cho xây lại cái nền đi. À, tạo, nền này, tạo nền này, tạo nền gãy này, gãy xong rồi quay lại nền. Giống như là bên phái sinh á, khi mà chị đánh phái sinh thì giống như là nó tạo nền đúng không? Tạo nền xoay quay, sau đó nó rũ, rũ kéo lên lại, sau đó nó tăng lại đó thì nhiều rất hay gặp rồi à, đi qua một vài mẹ cổ phiếu à, à, đi qua một vài mẹ cổ phiếu đầu tư công à, à, phần cuối của video đi đi qua một vài mẹ cổ phiếu xây dựng cũng như là đầu tư công à, thì có cái mặt cổ phiếu như là Casb ngày hôm nay cũng giữ giá tốt này Casb thì anh chị phải chờ tới là cái đỉnh như nào à, tới là đỉnh tốt thì có thể con nhất tham gia được à, CTR thì ngày hôm qua tăng tốt thì ngày hôm nay cũng nhiều giá thôi à, các mặt cổ phiếu như là C 47 này à, TCD những cái mặt cổ phiếu mà nó khi mà nó về đỉnh gì ha những cái cổ phiếu khi mà nó về đỉnh á, mà nó gặp những cái cây nến mà rau nến trên như này á thì anh chị có thể cân nhắc bán ra một phần ha, tại vì cái vùng kháng cự á, tại vì cái vùng trên này là cái vùng cản khá lớn, cái này cổ phiếu này vẫn chưa vượt được, Đó, thì anh chị có thể cân nhắc bán ra một phần. khi mình chỉ thấy xuất hiện, khi mà cái này cổ phiếu nó tăng á, mà nó xuất hiện những cây nến như này thì anh chị có thể cân nhắc bán ra một phần nhỏ thôi, vì một phần hai hoặc một phần ba như vậy. rồi những cái mẹ cổ phiếu khác như là HHV HHV thì cái mẹ cổ phiếu này vẫn đang tạo thanh khoản thôi, tại vì dao động vừa rồi á, dao vừa rồi thì em thấy cái anh chị á hô hào với cái mẹ cổ phiếu HKV này khá là nhiều thì khi mà hô hào á, thì cái mẹ cổ phiếu này nhiều khả năng nó sẽ tạo thanh khoản với đồng phí sau thì nó mới đánh lên với, với cái mẹ cổ phiếu này rồi các cái mẹ cổ phiếu khác như là LCG này LCG thì vẫn đang tết lại cái đỉnh này vẫn chưa gì phải quá biến động chỉnh thì có thể mua được hay là các cái mẹ cổ phiếu như là BCC BCC thì vẫn đang gặp cái cản này mẹ cổ phiếu BCC mà nếu mà nó lại vùng giá là khoảng vùng giá khoảng 20.5 thì chỉ có thể mua thêm được, mua mới được với mẹ cổ phiếu này. Rồi các cái cổ phiếu khác như là Hầu Bình này, Hồ Bình thường đang bị bán nên đây này nè Vài kháng cự bị bán rồi à, FCN FCN thì hôm nay bị bán nhưng mà khối lượng không cao Thì mẹ cổ phiếu này chỉ có thể có nhắc lắm như được Rồi HT1 thì vẫn đang điều chỉnh này Mẹ cổ phiếu HT1 thì nếu mà nó, nó về nó tích lại vùng giá là khoảng vùng giá 23 23 thì chỉ có thể canh bắt được với mẹ cổ phiếu này được Rất à, từ từ thôi những cái mẹ cổ phiếu đầu tư công á, thì trong cái là trong cái báo cáo tài chính quý ba thì hầu như là nó chưa có gì cả là cái sóng này là chúng ta đánh sóng cho quý tư thôi cũng như là cái sóng đầu tư công trong giai đoạn là 2021 đến 2025 thôi chứ mà để gọi là để tăng nhanh á, thì thật sự là trong giai đoạn ngắn hạn thì những cái mẹ cổ phiếu này là vẫn chưa có gì à, vẫn là trên giấy tờ thôi vẫn là cái sóng kỳ vọng thôi anh chỉ đánh dài thì anh chỉ có thể lưu ý được BLC ngày hôm nay cũng điều chỉnh này BLC ngày hôm qua tăng tốt nhưng mà gặp cái rau, rau nến trên gì không thông thường những cái những cái mẹ cổ phiếu khi mà gặp cái rau nến trên á thì thông thường cái phiên ngày sau đó nó sẽ tết lại nó, nó, sẽ giảm điểm lại à, với cái cây nến đỏ thôi à, thông thường là như vậy rồi các mẹ cổ phiếu đặc phương rồi đặc phương mà với mà cái cây nến như này á anh chỉ canh chốt một phần hai đây ha rồi cái mẹ cổ phiếu này chỉ canh trốn một phần hai được rồi căn một hai với đạt phương nếu chị còn nắm giữ ha à, đặc phương thì các chị mình có mua là có mua là cái mua có là cái cái cái, cái 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 cây nến này, này là nó chưa phân phối được ngay đâu mà em nghĩ là cái mẹ cổ phiếu này nó có thể là nó có một nhịp kéo một nhịp giảm xuống như này này và nó có thể nó sẽ kéo một nhịp nữa một nhịp nhỏ nữa tại vì thông thường cái mẹ cổ phiếu để có là để an toàn đi thì chỉ có thể cân nhắc bán ra một một phần hai ra với mẹ cổ phiếu này tại vì cây nến là một cái một cây nến là em hay gọi là một cái nến up À, em gọi là một cái nến up thớt nếu chị nào phương nghiên cứu về VSA á, uh, volume spread analysis thì chị, anh chị có thể biết được cái cây này là một cái cây up thớt Mẹ cổ phiếu này là, là thì cái cây như thế này á thì nó khá là nguy hiểm khá là nguy hiểm thì anh chị là nó gọi là nó có xu hướng là nó có thể là nó quay đầu đó thì mẹ cổ phiếu này chỉ có nhắc bán ra một phần hai với mẹ cổ phiếu này rồi lượng như vậy rồi BC1 thì vẫn đang điều chỉnh này nhưng mà khối lượng không cao thì có thể canh chỉnh về những khoảng 36, 37 thì có thể bắt được rồi đúng như vậy rồi một vài thông tin với uh, một vài thông tin trong cái video à, cũng như là những cái mặt cổ phiếu cũng như là về tình hình về thị trường cũng như là góc nhìn và về vĩ mô hay là những cái bài cổ phiếu nó có tăng tốt hay không hay là chúng ta nên hành động như nào thì em cũng đã em, em cũng đã chia sẻ rất là kỹ rồi rồi trước khi mà kết thúc cái video thì em cũng sẽ nói lại một chút về tình hình về thị trường ngày mai rồi tình hình về thị trường ngày mai thì anh chị lưu ý mốc kháng cự bên trên nói như thì nói cái mốc kháng cự bên trên quanh cái vùng là một 1300 ba trăm bên trên này vẫn là một cái vùng kháng cự rất là lớn đó nhiều ha cái vùng kháng cự là ngày mai em nghĩ là thị trường á, với cái sự hưng phấn như này á, thì nhiều khả năng ngày mai nó sẽ tìm cận về cái vùng này nó sẽ tìm cận về cái vùng này rất là lần nữa à, thì chị quan sát xem cái lực bán cũng như lực mua bên trên này như nào nếu mà về vùng này á nếu mà về vùng này bị bán xuống thì nhiều khả năng cái gáp trong mà cái gáp mà đã mở, mở ra vào cái phiên ngày hôm nay nhiều khả năng sẽ bị test lại mà cái gáp ngày hôm nay đầu phiên mở ra nhưng mà không bị lắp lại nếu mà thị trường nó tìm cận về kháng cự mà nó lại bị bán xuống thì nhiều khả năng lắp này, này cái, cái gáp này, này nó sẽ bị lắp vậy nên á vậy nên cái giai đoạn này á, anh chị nộp có hàng thì chị căn cơ cấu danh mục mà ví dụ như cái mẹ cổ phiếu nào cái mẹ cổ phiếu ví dụ như chúng ta nắm gọi là nhiều mã đi thì chúng ta căn cơ cấu lại chúng ta khoảng bốn năm mã thôi bốn năm mã trong trong là bốn năm mã giữ sức mua mà anh chị giá mà thì em không khuyên mua mua mới được ví dụ mua một một khi mà khi mà anh chị mua thứ nhất á một á là anh chị chờ cái báo có thể diễn ra anh chị mua còn hai nếu mà anh chị mua dòng này á là cái tâm thế của anh chị á không phải là tâm tâm thế ăn nhanh mà tâm thế là anh chị mua tích lũy mua từ từ Ừ, anh chỉ có thể canh những cái nhịp chỉnh của những cái mẹ cổ phiếu anh chị mua rồi như vậy ha rồi ngày mai thì anh chị lưu ý cái mốc kháng cự bên trên là một ba sáu ha và cái mốc hỗ trợ bên dưới là cái gáp là khoảng một ba bốn mươi với cái mẹ cổ phiếu này à, với xin lỗi chị với cái thị trường hiện tại rồi cảm ơn chị rất nhiều rồi cảm ơn chị rất nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay rồi anh chị nào xem video thì có thể cho một nút like này cũng như là một nút đăng ký kênh à, bên dưới phần mô tả của mỗi video thì em có để một đường link zalo cộng đồng anh chị có thể tham gia vào group này để nhận được những cái sự tư vấn à, từ em ừ, group này rất group uh, miễn phí thôi à, để em hỗ trợ các anh chị à, không phải là khách hàng của em rồi cảm ơn chị rất nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay rồi à, chúc anh chị một buổi tối tốt lành ha à, vui vẻ hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe anh chị ha rồi cảm ơn chị rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị